You are watching video at Study With Me channel. Enjoy and have a great time. Arai, lãnh chúa Arai, lãnh chúa Arai, lãnh chúa Arai, lãnh chúa Arai. Lối này à? Ngài đến sớm rồi. Còn ngài thì đúng giờ. Ngài trông giống một samurai lắm. Chào mừng đến với gia tộc Arai. Thật vinh hạnh vì cuối cùng có thể gặp được ngài. Tôi chưa bao giờ gặp một phù thủy trước đây. Tôi nhận thấy đây là chuyện cấp bách. Khi chúng ta đang phá vỡ một hiệp ước 300 năm tuổi. Nhưng phải nói là tôi không hề nghĩ rằng gia tộc Arai lại đến đây. Một đoạn đường xa, mặc dù vẻ bề ngoài của nó, Budapest là nơi đông tây giao nhau. Việc giao kèo ở đây thì không cần thiết. Thời đại đã thay đổi, Hirano. Chúng ta đều phải thích nghi để tồn tại. Sake, sake, để tin tưởng. Vậy, chuyện cấp bách này là sao đây? Urei đang ở đây. Hắn ta định giết tất cả samurai. Nhưng chuyện đó là không thể. Và tôi sợ có sự phản bội trong nội bộ chúng tôi. Chúng tôi cần ngài giúp, Hirano. Với cái gì? Thanh kiếm Tengu. Cái gì? Thanh kiếm Tengu đã bị gãy. Nên cả samurai và phù thủy đều không thể lợi dụng sức mạnh của nó. Chúng ta phải gắn nó lại. Và Urei biết rằng nếu chúng ta gắn lại được thanh kiếm, nó là thứ duy nhất có thể ngăn chặn hắn. Nếu đúng là vậy, hắn ta sẽ truy lùng chúng ta. Và vì một vài lý do, chúng ta không nên ở cùng nhau. Gắn lại thanh kiếm không phải là giải pháp. Nếu ngài không thể bảo vệ thanh chiến binh, thì hãy trao nó cho những hậu duệ khác. Chuyện ngài nói không còn là một giải pháp nữa rồi. Urei đã giết những hậu duệ khác. Tôi là hậu duệ cuối cùng của 47 lãng nhân. Tôi đoán là vậy. Có phải nếu tôi đưa cho ngài thanh phù thủy, ngài sẽ thực thi lời tiên tri? Chúng ta sẽ gắn lại thanh kiếm và chúng ta sẽ thực thi nó cùng nhau. Hãy tin tôi, Hirano. Tương lai của hai người chúng ta có thể bắt đầu từ căn phòng này. Nếu chúng ta hợp tác với nhau, phép thuật của ngài thế nào? Thanh kiếm của ngài thế nào? Để xem nào. Urei, thấy tiếc cho ông bạn này quá. Hậu duệ cuối cùng chắc là rất khó khăn khi phải gánh vác trọng trách đó. Cuộc đời của ngươi đã được định sẵn. Chỉ vì dòng máu của ngươi, ngươi đi chết đi. Ta vẫn còn cảm nhận được còn một kẻ khác. Xin lỗi, tôi gây rối quá. Xin lỗi. Dĩ nhiên tên hắn ta là Richard. Nhìn kìa, gây xa kìa. Có ai cần tay chạy việc không? Onami, lãnh chúa Nico, lãnh chúa Okoro, lãnh chúa Maeda, lãnh chúa Shinshiro, lãnh chúa Nico. Như các ngài đã biết, gia tộc Arai đã sụp đổ. Lãnh chúa Arai là anh em của tất cả chúng ta. Chúng ta phải xem chuyện gì đã xảy ra và tính xem phải làm gì tiếp. Phải xem chuyện gì. Arai đã chết. Urei và Hirano có cùng dòng máu. Arai đã sai lầm khi tin tưởng một tên phù thủy. Trừ khi Hirano cũng là một tên phản bội. Tại sao Urei lại giết người của hắn? Có lẽ Hirano từ chối giao nộp thanh kiếm phù thủy. Bất kể chuyện gì đã xảy ra giữa Arai và Hirano, chúng ta vẫn phải đối mặt với lời tiên tri. Thanh kiếm của 47 lãng nhân được củng cố bởi phép thuật và lòng can đảm sẽ được sử dụng bởi người hậu duệ đích thực để đánh bại ác quỷ được sinh ra từ quá khứ. Arai là hậu duệ cuối cùng. Ngài ấy chết và lời tiên tri cũng chết theo ngài ấy. Người giữ sổ sách đã thấy có một người khác có thể thực thi lời tiên tri. Lãnh chúa Ikeda, ngài vẫn còn nghe lời bọn thầy bói và mấy kẻ bịp bợm sao? Thôi nào, đôi khi chúng ta cũng cần tôn trọng những tín ngưỡng thiêng liêng. Người giữ sổ nhìn thấy một hậu duệ khác, một cô gái người Mỹ, đến đây để tìm quyền thừa kế. Ngài ấy thấy thanh chiến binh trong tay cô ấy. Ngài đặt niềm tin vào một kẻ ngoại đạo sao? Lãnh chúa Shinshiro, một cô gái không hơn không kém. Dòng máu samurai mạnh mẽ, nhưng chung dòng máu không có nghĩa là cô ấy liên quan đến chuyện của chúng ta.
chúng ta cần thuyết phục cô ấy. Kế tục di sản của lãnh chúa Arai. Kế tục. Tôi mất một người bạn tốt, lãnh chúa Shinjiro. Một người anh em. Vậy nên ngài nói về kế tục. Tôi ở đây để báo thù cho ngài ấy. Báo thù. Vậy nên khi các ngài còn đang bận đọc các cuộn giấy băng của tôi đã đầu tư vào các vũ khí hiện đại. Chúng ta có thể tự bảo vệ bằng cách tìm và phá hủy thanh kiếm. Nhưng chúng ta đã thề sẽ bảo vệ nó. Bảo người của mình trật tự đi, lãnh chúa Shinjiro. Tôi xin lỗi. Nhưng nếu giải pháp là dùng bạo lực, chúng ta không cần phải dâng hiến cả tính mạng cho lời tiên tri. Súng không thể đánh bại được phép thuật. Chúng ta hãy dành đêm nay để suy nghĩ và giải quyết chuyện này bằng cách bỏ phiếu vào ngày mai. Tôi hy vọng lúc đó tất cả các ngài sẽ đến. 3, 2, 1, lên. Cô đang hình dung khuôn mặt của ai? Không ai hết. Con mẹ tên Nico và con cu khốn nạn của hắn. Thì ra là do vậy nên cô bị phân tâm. Tôi không bị phân tâm. Nghe này, đây là một tình huống nhạy cảm. Tình huống nhạy cảm sao? Vậy thì đập tan nó nào. Onami, đó không phải câu trả lời. Tôi sẽ tự mình tìm ra hậu duệ cuối cùng. Ồ không, cô ấy đang có âm mưu. Tốt hơn là cô ấy không nên. Bởi vì ngài Nico muốn cô ta đứng ngoài chuyện này. Đúng vậy, là gây xa. Chúng ta phải đáp ứng những mong muốn của đàn ông. Chúng ta là Onobuji Isa. Đàn ông làm được gì, chúng ta có thể làm tốt hơn. Đừng khiêu khích cô ta nữa. Không là cô ta sẽ kết thúc giống như Zeo đấy. Zeo đã bảo vệ tôi. Anh ấy đã bị lừa. Có thể, nhưng giờ anh ấy là một lãng nhân. Mai, ôi không, Mai. Anh ấy có thể giúp tôi tìm ra hậu duệ. Cô nghĩ Zeo còn có thể giúp. Sau khi đi đuổi đi sao? Zeo rất giỏi tìm kiếm. Và anh ấy muốn trở lại. Anh ấy sẽ làm tất cả vì cô. Tôi đã theo dấu cô gái của lời tiên tri. Theo dõi người lạ là cực kỳ bất hợp pháp đấy. Cô ấy không nhận ra đang bị tôi theo dõi. Vậy nên không có vấn đề gì. Bên cạnh đó, chúng ta đang ở giao điểm tội phạm của thế giới. Budapest từng có tai tiếng về buôn lậu. Nhưng một vài băng đảng có tiền sử để cái bài lịch sử sau hộ cái. Chúa ơi, cô chưa bao giờ vui vẻ cả. Anh thì chưa bao giờ lắng nghe cả. Biết hết, lệch lạc, thú cưng của cô giáo. Xàm le, cô ở ngoài vào giờ giới nghiêm à? Lại đây nào, thừa nhận đi, nhớ tôi, phải không? Im đi, nhìn cô kìa, lớn rồi và đáng ghét nữa. Anh tìm cô ấy thế nào? Vào thẳng chuyện công việc luôn à? Không phải, chào Gieo, gặp lại anh vui quá. Tôi nhớ anh quá chừng, anh còn sống tôi mừng quá, sao? Những tên samurai chán ngắt, rõ ràng đã đồng hóa cô rồi. Anh giễu cợt họ, vậy mà anh vẫn bí mật đi theo họ, để được triệu hồi khẩn cấp sao? Nghe này, tôi chỉ đang trông chừng cô thôi. Và lão già, Shinjiro thế nào? Ông ấy nhớ anh. Ừ, phải. May mắn cho cô, tôi phải mang theo thông tin. Này Rachel, cho một gel đặc biệt. Và bất cứ thứ gì cô ấy gọi. Tôi không đến đây để uống. Làm hai ly đi. Chắc rồi. Nghe này, tớ và người giữ sổ sách, chúng tôi kiểu thế này. Bọn tôi chưa gặp trực tiếp. Nhưng ngoài chuyện đó ra, giống thế này. Vậy nên tôi hỏi ông ta về cô gái của lời tiên tri. Phát hiện được cô ta có lai lịch rất ấn tượng. Chúng ta nên tiếp cận trước khi cô ta bị tống vô tù. Lời tiên tri của chúng ta nằm trong tay của một tên tội phạm sao? Cho cô ta một cơ hội đi. Cựu tội phạm. Cô ta đã vội vàng cầm cố một vài món đồ mờ ám. Cô ta muốn bán một di sản cổ xưa để kiếm ít tiền à? Này, nợ sinh viên không đáng quan tâm đâu. Sao lại là ở đây? Cô có biết những người ở đây trả bao nhiêu cho những món đồ siêu tầm không? Nghe này, người giữ sổ sách đã hack email và thấy một phi vụ mua bán của cô ta với những người mua hàng online đang tìm kiếm các đồ vật của samurai cổ xưa. Thực tế là phi vụ đó đang tiến hành ở tại đây.
Nero on fire. Đây là đồ ăn trộm à? Anh biết tôi không phải như thế mà. Đây thực sự là cái mà tôi có được. Một cách hợp pháp. Tôi sẽ quay lại sau. Này, làm cái mẹ gì vậy? Chết tiệt, cô ta bỏ đi rồi. Ngăn cô ta lại thôi. Á đù, đừng chạy nữa. Nghe nè, Onami, chú. Đúng là cái tên cơ bắp kỳ lạ. Gieo, ngài. Trong số tất cả đệ tử của mình, ta chỉ chọn Onobuji Isa để tham gia chuyến đi này. Để thực hiện và giám sát nhiệm vụ. Chứ không phải để liều lĩnh làm theo ý mình. Nhưng cháu đã phát hiện ra cô ta chính là giọt máu cuối cùng của 47. Đó không phải là chuyện của cháu. Lẽ ra cháu phải nói cho ta biết. Hay là cháu không còn tin ta nữa. Cháu xin lỗi. Làm ơn cho tôi biết hai người đang nói cái mẹ gì được không? Ăn với chả nói. Tôi đã cố giải thích rồi mà cô có chịu nghe đâu. Nếu tôi đứng yên nghe cô nói trong khi các người cầm kiếm dí sau lưng thì tôi đúng là con ngu. Ăn với chả nói. Cô nổi điên vì bị tôi bắt được thôi. Cứ tự huyễn hoặc bản thân đi. Đồ Hermione Granger hàng chợ. Chúng tôi đang cố cứu cô. Chúng tôi. Mấy kẻ dị hợm này là ai đây? Bọn dị hợm này đến để ngăn cô khỏi một lời nguyền cổ xưa. Tôi không biết các người đang ba hoa bịp bợm cái gì nữa. Nghe vui đấy nhưng thôi dùm nhé. Tôi là ngài Shinshiro. Cô tên gì? À, xin lỗi vì chưa tự giới thiệu nhé Lord Shinshiro. Tôi là ngài cái con bà mày. Tên cô ấy là Luna. Luna, cô đã lấy thanh kiếm của bố mình chưa? Vì sao? Chuyện đó có liên quan gì tới các người? Bố cô từng là một samurai. Một trong những người mạnh nhất. Một người đàn ông với sứ mệnh vĩ đại. Câu chuyện hấp dẫn đấy. Về một kẻ bạo hành vợ rồi bỏ rơi mẹ con tôi. Các người muốn đấu giá thanh kiếm đó hay sao? Thanh kiếm đó là vô giá. Tiền cũng không mua được. Ồ đỉnh vậy. Thế thì tăng giá thôi. Luna, gia đình cô có rất nhiều điều mà cô còn chưa biết. Chúng ta có thể nói ở một nơi an toàn hơn. Không phải chỗ này. Thôi nhé, tôi sẽ không theo. Các người đến nơi nào nữa đâu? Luna, cô cần được bảo vệ. Cô không thể đơn độc như thế được. À thì mấy năm nay tôi đều một mình thế đấy. Nên tôi không cần một gã fanboy của John Wick đi theo bảo vệ đâu. Chúng ta đi thôi. Cái mẹ gì đây? Ăn với chả nói. Anh, đi theo tôi. Chúng ta bỏ lại một cái xác không đầu thế à? Tôi xin lỗi. Vì điều gì? Ông chỉ làm những điều nên làm thôi mà. Có lẽ tôi nên học cách kiềm chế tính khí của mình lại. Người của ngài Nico đã giăng bẫy cậu. Giờ thì hắn ta trách tội Onami. Mấy gã nhỏ nhen chỉ áp bức được người hiền lành mà thôi. Những gã nhỏ nhen bắt nạt người chưa từng nếm mùi sức mạnh của hắn. Bọn họ muốn dập tắt ánh sáng của cậu trước khi nó chiếu rọi đến họ. Tôi sẽ không tắm hai lần trên một dòng sông đâu. Nơi quỷ gì thế này? Đây là ngôi nhà an toàn cho samurai. Mỗi gia tộc đều có một mạng lưới dưới đất trên khắp thế giới. Nghe ngầu đấy. Chỗ này có phòng tắm không? Hay là tôi phải đi tè trong góc? Theo tôi. Cô là ai? Bưu điện của tôi hả? Chỉ cần chỉ tôi chỗ đi là được rồi mà. Hay cô nghĩ là bọn ninja sẽ mai phục tôi trong nhà tắm hả? Cô có bị ninja tấn công trong nhà tắm bao giờ chưa? Ôi chúa ơi. Ninja rất kiên nhẫn, bền bỉ. Ngày xưa bọn họ có thể ẩn nhẫn làm nội gián trong các gia tộc hàng thế kỷ để tung đòn vào lúc không ai phòng bị. Được rồi, cảm ơn vì tiết học lịch sử của cô. Tôi chỉ muốn bảo đảm rằng cô còn sống để thực hiện lời tiên tri. Tôi đã đồng ý cái gì đâu. Gia tài của cô chính là một đặc quyền mà một vài người trong chúng tôi sẽ giết cô để giành lấy. Cô lại coi đó như bãi phân bò. Nếu cô thèm muốn thanh kiếm này lắm thì cứ trả tiền mua nó từ tay tôi. Mua à, chúng ta còn cần dùng đến nó sau này mà. Trước hết ta phải đến buổi bỏ phiếu. Nhanh lên, trời sắp sáng rồi. Ngoài này có một thứ cho cô. Cảm ơn nhé công chúa.
Đó là ngài Okoro nhỉ? Đó là một biên bản ra lệnh đóng cửa. Chú có nghĩ rằng bọn họ sẽ tấn công một khách sạn có toàn samurai không? Bọn họ là ai? Có lẽ bọn họ đã tìm ra chỗ của chúng ta. Bọn họ là đám củ lìn nào nữa vậy? Ninja ăn với chả nói. Biết gì không, dẹp hết đống này đi. Cô đang đùa tôi nhỉ? Cảm ơn vì đã đến gặp tôi sớm. Anh đang nghĩ gì đấy? Tôi đang nghiền ngẫm cái cách nhìn của anh về tương lai của samurai. Anh đòi gặp tôi sớm thế này chỉ để nói vậy thôi. Tôi nghĩ ta nên Ikeda. Nhưng cuộc bỏ phiếu đã diễn ra rồi. Tôi tin nó sẽ giúp ích rất nhiều cho các samurai. Cô đừng có nổi điên lên như thế. Cô nói nếu tôi đi với nhóm cô thì an toàn hơn. Nhưng làm gì có. Đi với bọn tôi. Không, tôi rút. Gọi một chiếc taxi tới sân bay. Cô còn mang theo thanh kiếm thì không đời nào được yên. Lúc nào cô cũng làm lố sao? Chúng tôi đang cố cứu con mẹ nó. Bọn tôi phải đưa cô đến chỗ an toàn. Làm ơn hãy nghe tôi. Bảo vệ cô ấy bằng mọi giá. Cô là ai? Luna, chạy thôi. Mày nghĩ mày làm được sao thằng chó? Hú, Ikeda. Người giữ ở đây à? Anh chắc chứ? Không, tôi chỉ thích mấy căn nhà kho hoang tàn rùng rợn thôi. Đừng căng quá. Bọn họ thuê chỗ này lúc chúng ta còn ở khu trung tâm. Người giữ là thằng nào vậy? Người giữ hồ sơ là một nhóm gồm những nhà tiên tri samurai từ thời cổ đại. Bọn họ bảo vệ những bản ghi chú về lịch sử và nhìn được một phần tương lai. Hiểu rồi, nhưng cái căn cứ này chỉ là chỗ cho tụi học sinh trai tới đây hút cần thôi mà. Chúng ta nên đi đến nhà an toàn thì hơn. Đi chứ, nhưng trước hết ta cần có đáp án đã. Cảnh giác nhé. Nhớ không? Tao nhớ con nhỏ đó mà. Điên khùng ghê. Xin lỗi vì đã cắt ngang quảng cáo nước uống của mọi người. Chúng tôi đang tìm một chàng trai tên Des. Chúa ơi, cô hẳn là bảo vệ nhỉ? Chúng tôi đang tìm người giữ. Xin lỗi ngài Shinshiro. Đi theo tôi. Kiếm thuật. Khi ta chạm trán hãy tung búa. 47 anh hùng, một samurai. Ra đi trước dạng đông. Tao nhìn thẳng vào đôi mắt mày. Thanh katana trong tay tao. Kết thúc sự sống của mày. Phải biết cơn cuồng nộ của tao. Khi những thanh kiếm chồng lên nhau, là lúc vận mệnh của vương quốc được định đoạt. Những bài hát ca tụng anh hùng, thần dân cùng cất tiếng. Những kẻ thách thức phải bỏ về. Nhanh như cách chúng tràn tới. Ngàn vạn phi tiêu. Samurai phóng đầu chúng đó. Những kẻ giao dịch cái chết. Moi tim ra khỏi lồng ngực mày. Đến khi những cái xác lạnh cóng. Những kẻ giao dịch cái chết bất tử. Đi xuyên qua kẻ địch. Những chất độc vô phương cứu chữa. Đến lúc mày yên vị ở địa ngục. Vĩnh viễn chết mòn trong vô vị. Ronin, mọi người dừng lại. Nhìn cách mà bọn tao mất tập trung. Mày biết khi bọn tao bắt đầu thì chuyện gì xảy ra mà. Tất cả đều đổ máu. Chân, tay, tay, chân, đầu. Thứ gây tử vong ngược lại. Bọn chúng ho ra cả máu. Vậy cậu chính là người đã cung cấp thông tin cho chúng tôi. Tôi Des đây. Đây chính là phòng thu âm di động của tôi. Nhà cho tất cả gián điệp. Hách dữ liệu. Nghiên cứu nhu cầu. Tôi là Gieo. Chỗ này đỉnh đấy. Cảm ơn nhé, đến đây nhanh nào. Bảo họ đừng khóc. Nói với họ rằng lũ ganh ghét ta đã từ bỏ rồi. Bởi ta đi quá nhanh. Tăng tốc lên. Đã từng vỡ nát. Nhưng giờ tôi là một chiếc xe tải Lambo. Trên đường tôi đi. Trợ giúp. Ồ, cô hẳn là cô gái tiên tri. À, nếu cậu cho tôi biết đó nghĩ là gì thì cảm ơn nhiều. Thanh kiếm của 47 Ronin được tăng cường thêm bởi phép thuật và lòng dũng cảm. Được sử dụng bởi người thừa kế thật sự. Để đánh bại những tên quỷ dữ đã chịu đựng từ quá khứ đến nay. Tôi có cần biết mấy cái đó không? Để dịch nghĩa được các lời tiên tri thì rất khó. Ví dụ về lòng dũng cảm đi. Thanh kiếm Tengu là do hai thanh phù thủy và chiến binh nhập lại làm một. Cô có thanh chiến binh. Chúng tôi đang tìm thanh phù thủy. Được rồi. Còn về
Còn về những tên quỷ dữ đã chịu đựng từ quá khứ, đó là Onami à? Là Yurei. Hắn ta là người thừa kế của Mizuki. Bà ấy từng là một phù thủy, bị giết bởi tên kia. Một trong 47 Ronin đầu tiên. Luna, cô là người thừa kế cuối cùng của 47. Và là người duy nhất có thể giết được Yurei. Được thôi, giả bộ là tôi tin những gì các người nói. Làm sao các người biết là mình đã tìm đúng người? Chuyện này quan trọng lắm đấy. Làm thế nào mà các người biết được tôi là người thừa kế cuối cùng? Bởi vì tôi đã thấy rồi. Cậu có ổn không đấy? Vào ngày nguyệt thực tiếp theo, Yurei sẽ hợp nhất hai thanh kiếm vào giải phóng toàn bộ quyền năng ma pháp của hắn. Chỉ khi dòng máu của 47 Ronin biến mất hoàn toàn thì hắn mới dừng lại. Và tất cả samurai sẽ bị hủy duyệt. Đây. Vậy nếu chúng ta nung chảy nó thì sao? Vậy thì sẽ không ai có được nó nữa. Chuyện đó là không thể. Chỉ có phép thuật mới có thể làm nó thay đổi hình dạng thôi. Vậy nên chúng ta có hai lựa chọn. Một là cô thực hiện lời tiên tri và giết Yurei bằng thanh kiếm đã sát nhập. Hai là hắn sẽ giết tôi. Không gì có thể ngăn hắn khỏi kế hoạch trừ khử tất cả samurai. Hiểu rồi. Nếu tôi không hiểu sai thì giờ chúng ta chỉ cần tìm thanh phù thủy này, rồi sát nhập nó với cái mà tôi có, và giết tên Yurei này trước ngày trăng máu lần tới. Là khi nào ấy nhỉ? 5 ngày tới. Từ hôm nay ư? Chuyến bay của tôi khởi hành trong 2 giờ nữa, nên là tôi đói quá. Tôi không thể liên lạc được với các lãnh chúa nào cả. Các thiết bị định vị của họ đều tắt, trừ cái của ông. Cậu đặt thiết bị định vị lên tôi ư? Dù gì thì nó cũng là một ý hay để cậu không hỏi ý tôi. Nó ở đâu, lấy nó. Có lẽ vậy cũng tốt. Cậu đã làm tốt, Gel. Cảm ơn ông. Định vị của Nico bị mất liên lạc ở khách sạn ngay khi cuộc tấn công kết thúc. Có thể ông ấy đã không trốn thoát được. Có nghĩ là tên ninja đã bắt hết bọn họ không? Hãy mong rằng chỉ là do các ngôi nhà an toàn của họ chặn tín hiệu định vị. Chúng ta nên đợi ở đây và gọi tiếp viện. Chúng ta không thể để các ngôi nhà quan trọng không được bảo vệ. Lỡ như Yurei muốn điều đó thì sao? Dụ chúng ta vào nhà an toàn để hắn có thể tấn công tất cả chúng ta như với Arai. Tôi sẽ tự tìm các lãnh chúa, rồi họ sẽ giúp chúng ta săn tìm thanh kiếm phù thủy. Chúng ta nên ở cùng nhau, tự tìm đánh Yurei. Cô ấy vẫn chưa sẵn sàng để đánh nhau. Ông nghĩ là cô ta có thể học cách vung kiếm trong vòng 5 ngày à? Phải, cô ấy sẽ học được. Vì cô ấy sẽ có sư phụ giỏi. Là cháu. Cháu. Không thể nào. Cháu mới chỉ là thực tập sinh thôi mà. Không còn nữa. Cháu đã dẫn đầu nhiệm vụ này từ trước đến giờ. Giờ thì cô thành chính thức rồi. Và mọi người cũng giúp Luna tập luyện luôn. Vậy, cháu để cháu phụ trách à? Chú sẽ quay trở lại sớm nhất có thể. Nhưng đi một mình rất nguy hiểm. Tôi sẽ ổn. Tôi sẽ dọn dẹp các ngôi nhà an toàn. Các cô cậu có thể ở đó, nhưng đừng quá lâu. Hãy luôn di chuyển thanh chiến binh. Nếu cháu để cháu phụ trách, thì chú phải có các cận vệ đi theo. Một cận vệ. Được, mai. Làm thôi. Chú à. Hãy bảo trọng. Cháu cũng vậy. Nếu tôi tập luyện tốt, thì tôi có phải mặc giống Onami không? Đừng lo, cô sẽ không làm tốt đâu. Sao vậy, cô không biết mật mã à? Ông ấy chắc hẳn đã đổi rồi. Làm thế quái nào chúng ta có thể vào được đây? Được rồi, có vẻ như chúng ta cũng làm tương tự ở đây rồi. Chúng ta sẽ không đột nhập vào. Cô có ý hay hơn à, cho Trang. Chúng ta không có thời gian cho việc này. Hãy để cô ấy làm việc. Được. Tuyệt. Không cần cảm ơn. Trước khi cô có thể đánh nhau, thì cô phải học cách lắng nghe. Ninja sống trong bóng tối. Họ phát triển mạnh ở đây. Họ sẽ tấn công từ bóng tối. Bởi vậy cô phải học cách nghe họ đến. Ngay khi cô nhìn thấy họ, thì đã quá trễ rồi. Đến lượt cô đấy. Hãy cứ đâm thôi.
Rất đơn giản, các nàng à. Ai đưa cho tôi trước thì người đó thắng. 3, 2, 1, lên. Thở sâu đi nào. Cô nghe được gì? Anh bạn à, tôi nghe tiếng xe cộ lúc 5 giờ. Cô có nghe không vậy? Tôi đang cố. Cô phải nghe xuyên qua các tiếng động. Và nghe những gì quan trọng. Tôi chỉ nghe tiếng người Hungary. Đang giận dữ mà thôi. Sao cô lại là chìa khóa cho các vấn đề của chúng tôi nhỉ? Cô có nghe không? Ếch, làm vậy khiến tai tôi muốn nổ vậy. Tay của tôi còn bị căng cứng, chệch ra sau và lủng lẳng cơ. Nếu cô thực sự lắng nghe thì sẽ nghe được các cảnh báo trước. Không tệ, chết tiệt thật. Dòng máu samurai đúng là không đùa được. Khá chắc là do phần New York trong tôi. Cái quái gì? Nghe nó chứ. Tôi nghe thanh kiếm của cô ấy nhắm thẳng vào khí quản của tôi. Cô nghe thanh kiếm chém qua không khí. Nhưng cô có nghe bao kiếm bị đổi không? Tiếng kiếm trượt. Nó như thế nào? Là một samurai thực sự ấy. Thật ra tôi là lãng khách. Là cái gì vậy? Một bậc thầy ít giống samurai hơn. Điều này xảy ra khi cô phá một điều luật quá nhiều lần. 3, 2,1, lên. Chắc là chúng ta đều không thể là các cô công chúa nghiêm trang và đúng mực nhỉ. Onami giống chúng ta hơn cô nghĩ. Shinshiro tìm thấy cô ấy khi còn là đứa trẻ. Và ông ấy nuôi cô ấy như là con của mình. Nhưng không biết tổ tiên của cô ấy cả. Cho nên dù cho cô ấy có cố gắng thế nào thì các bang hội cũng sẽ không thừa nhận đến cô ấy. 3, 4, 5, 6. Phụ đề thực hiện bởi Thế giới dịch thuật WTANZ. fb.com/WTANZI. Biên dịch: Khải Utero, Siriusum, Thảo Như, An Nguyên, Khang. Biên tập: Đoàn Duy Tùng. Tất cả sản phẩm phục vụ cộng đồng của WTANZ là phi lợi nhuận và hoàn toàn miễn phí. WTANZ từ chối nhận đóng góp dưới mọi hình thức. Để cảm ơn, hãy thay chúng tôi gửi tới STK từ thiện dưới đây. Quỹ Hy vọng, STK 02005882338 Sacombank. Sự đóng góp của bạn là động lực cống hiến lớn nhất của chúng tôi. Liên hệ dịch thuật đa ngôn ngữ quảng cáo trong phụ đề 3985446555 hoặc contactwtanza@gmail.com. Trân trọng. 2, 3, 4. Khi nào thì cô mới chỉ tôi cú đá xoay vòng ngầu lòi như khi cô làm ở bữa tiệc hóa trang? Cô không cần phải học cái đấy. Tập trung đi. Thôi nào. Những thứ phô trương không có nghĩa lý gì trong thực chiến cả. Ồ, vậy là cô thừa nhận nó phô trương. Trời, để làm một samurai thì phải trải qua nhiều lần tập trận lặp đi lặp lại. Thật ra thì, thuật ngữ samurai chỉ dùng cho đàn ông thôi. Chúng ta là Onobuji Isa, gì cơ? Nhưng cô tập luyện như samurai. Và cô sống như một samurai. Tôi biết mà. Cảm ơn. Cô có đôi mắt đẹp thật. Chết tiệt thật, anh bạn à. Anh ăn lớn tiếng hơn nữa được không? Tôi có lẽ nên ăn to hơn. Hai người đã xem cái phim Ramen phương Tây những năm 80, Tampopo chưa? Chưa. Gì chứ, phim kinh điển đấy. Ăn xì sụp là một cử chỉ của kính trọng. Và ramen là nghệ thuật của đời thật. Ngửi nước dùng đi. Để ý miếng rong biển đó. Được đặt lên trên một cách hoàn hảo chứ. Giờ thì, thịt gà. Trước khi tôi ăn, tôi massage cho nó. Tôi hiểu nó. Tôi cảm ơn nó. Và rồi xin lỗi nó. Tao xin lỗi nhé gà. Đó là lý do vì sao tôi ăn chay đấy anh bạn. Aya nói rằng Des đang dẫn đầu trong cuộc tìm kiếm thanh phù thủy. Chúng ta nên quay lại sớm thôi. Bây giờ à? Ừ, bây giờ. Nhưng tôi vừa mới ăn thôi mà. Trời à, đi thôi. Được rồi, đi thôi. Đừng, đi. Chết tiệt, tôi phải gọi một cái burger. Đùa đấy à? Chúng ta không có thời gian đâu. Luna, không phải xếp hàng, tôi sẽ lấy nhanh thôi. Gì vậy? Tôi không biết, tôi nghĩ có ai đang theo dõi chúng ta. Đâu, tôi có thấy ai đâu. Hắn ta vừa ở đó xong.
đã nói rằng đây là một ý tồi khi đến đây mà. Cô đừng có ảo tưởng nữa được không? Làm gì có ai? Bọn tôi đáng lẽ không nên nghe anh. Chúng ta phải rời khỏi đây ngay. Đi thôi. Xin lỗi. Tôi tưởng lần này tôi có thể làm được. Có thể tôi không thể thấy thanh phù thủy là vì thần chú bảo vệ của nó. Tin tốt là nếu tôi không thể tìm nó thì có lẽ Yurei cũng không thể. Tôi nghĩ chúng ta đang bị theo dõi. Bọn tôi đã đến khu chợ. Sao cô có thể thiếu trách nhiệm như vậy? Đáng lẽ cô phải phụ trách chứ. Là ý của tôi, do tôi. Xin lỗi, chúng ta không có thời gian cho việc này. Cô có nghĩ rằng vị trí của chúng ta đã bị lộ chưa? Chúng ta không thể ngồi đợi để bị phát hiện được. Cô có nơi ẩn náu bí mật không? Gia tộc Arai sắp xếp các nơi ẩn náu quanh thành phố. Tuyệt, không phải như là họ đang dùng chúng nữa. Quá sớm. Tôi hiểu rồi. Mong họ yên nghỉ. Des và Luna, ở lại với tôi. An toàn, an toàn, an toàn, an toàn. Tôi đang báo cho lãnh chúa Shinshiro về lịch trình di chuyển của chúng ta. Nhưng ông ấy không trả lời. Tôi sẽ kiểm tra định vị. Này Luna, tôi nhờ cô một việc nhé. Được. Khi đang bận rộn hành động, tôi có thể sẽ cần cô giúp. Tôi đã phát hiện ra một vài tiểu sử về những người bảo vệ của thanh phù thủy, nhưng vẫn không hiện lên viễn tưởng về nơi nó đang được cất giấu hiện tại. Vì bố của cô là người bảo vệ của thanh chiến binh, tôi nghĩ rằng có thể có gì đó trong lịch sử gia đình cô có thể kết nối được. Anh bạn à, tôi chẳng biết mẹ gì về bố tôi cả. Tôi có thể chỉ cần quan sát thanh chiến binh của cô trong vài giờ. Hừm, tôi không biết nữa. Được rồi, đừng bận tâm. Cô có phiền không? Nói tóm tắt về gia phả của cô đi. Hồ sơ phạm tội, các tin tức, giấy khai sinh. Hãy cho tôi biết nếu có gì đó khiến cô chú ý. Đây là mẹ tôi. Bà ấy có một cái tên đẹp. Ừ, Nita. Cậu biết không? Tôi từng có một tấm ảnh của bà. Nhưng khi bà ấy mất, tôi chỉ bỏ mọi thứ lại phía sau. Cô có thể giữ cái máy tính bảng đó. Cậu chắc chứ? Cái này chắc phải 1.200 đô đấy. Cảm ơn cậu. Được rồi, tôi sẽ cho cậu mượn nó trong vài giờ đồng hồ. Điều tối thiểu mà tôi có thể làm với giá 1.200 đô. Tôi sẽ cần cậu trả lại đấy. Được thôi. Mẹ kiếp, Nico, Ikeda, Maeda, Okoro. Giờ đến lãnh chúa Shinshiro. Tại sao vẫn không có tin tức gì về họ? Cô có nghĩ Yurei, Shinshiro vẫn ổn? Họ đang trong nhiệm vụ tìm và giải cứu. Có thể họ đang cố tình ấn náu. Không giống ông ấy, cậu biết mà. Cô tìm thấy Shinshiro rồi chứ? Định vị của ông ấy hỏng rồi. Cô cố tìm ông ấy được bao lâu rồi? Vài giờ đồng hồ. Vài giờ, chúng ta cần tìm ông ấy. Đêm nay tôi có thể kiểm tra quanh thành phố. Nếu việc đó có ích, liên lạc một vài mối quan hệ. Không, giờ tôi sẽ đi tìm ông ấy. Được thôi. Vậy chúng ta đang đi đâu? Tôi sẽ lần lại theo dấu vết của ông ấy. Ông ấy đi về hướng có người đang bám theo cô. Và cô muốn quay trở lại ngoài đó ư? Shinshiro đang bị mất tích. Nhiệm vụ của cô là bảo vệ Luna. Gia đình là quan trọng nhất. Đừng lo mọi thứ. Được rồi, thanh phù thủy, mày đang ở đâu? Cậu có thanh chiến binh. Tôi đã nói cậu không phải một samurai. Chúng tôi đang tìm thanh phù thủy. Cậu là một phù thủy, giống tôi vậy. Hắn thấy tôi rồi. Tìm được gì không? Thanh phù thủy, thanh chiến binh, Luna. Tôi biết cô nghe thấy tôi nói. Hãy đến gặp tôi. Cô đã quay lưng với gia đình thực sự của mình. Toàn bộ dòng máu chảy trong người cô là phù thủy. Mẹ cô và người bà ấy yêu, Hirano. Không, ông sai rồi. Tôi không sai. Cô không phải hậu duệ. Chúng ta giống nhau, Luna. Tôi, một trong những chỗ định vị được Shinshiro trước khi hỏng ra hiệu đó. Đây là nhà an toàn của lãnh chúa Nico. Làm thế nào chúng ta vào được đây? Ý tôi là, Des lẽ ra phải lần theo chúng ta
và làm mấy trò mọt sách của cậu ấy. Nhưng tôi không biết cậu ấy đang ở đâu. Thôi nào, Des, làm trò mọt sách của cậu đi. Được rồi, đau vãi ra đấy. Giờ thì, cái thanh gươm đang ở chỗ mẹ nào? Tay áo mày đang ở chỗ mẹ nào thế? Bingo, chắc được rồi đấy. Ưu tiên phụ nữ. Có khách à? Bịt mồm hắn lại. Tôi chỉ nói thôi nhé. Hành lang hẹp như này chưa bao giờ dẫn đến thứ gì tốt đẹp. Anh có nghĩ ông ấy ở đây không? Tôi không nghĩ có ai ở đây cả. Ít nhất tôi hy vọng không có ai. Cô có thấy gì không? Khỉ thật, chúng đông quá. Chúng ta làm gì đây? Chú ơi, lãnh chúa Shinshiro, Yurei, có vẻ như ngài đang giữ một người thuộc về tôi. Gia đình của cô ấy cần cô ấy. Luna đã đang ở với gia đình của mình rồi. Đó là điều mà tôi đang cố nói với mọi người. Đây là thanh phù thủy. Thấy hình chạm khắc chứ? Biểu tượng phù thủy. Gần tay cầm hơn biểu tượng samurai. Tôi vừa thấy nó trong một mộng cảnh. Nhưng tại sao Arai lại có nó? Trừ khi Arai không phải bố cô ấy, mà là Hirano. Nghĩa rằng Luna không phải hậu duệ của 47 Ronin. Cô ấy là một phù thủy. Luna không có dòng máu samurai. Cô ấy là của ta. Ngươi lấy của ta, ta sẽ lấy của ngươi. Chạy đi. Chắc rằng cô ta đang bắt tay với Yurei. Có thể cô ấy không biết sự thật, hoặc trước giờ ta đã mạo hiểm mạng sống cho một kẻ mạo danh. Tôi phải đi ăn gì đó. Lãnh chúa Nico, hãy đưa cho tôi thanh kiếm chết tiệt của mình. Cậu ổn chứ? Tôi phải nói chuyện với Onami. Nói gì với Onami chứ? Bọn ninja đang ở đây rồi. Không, không. Chú à, ta phải đi khỏi đây. Không, ôi, Onami. Không, sao đâu. Đừng nói vậy. Cháu cần chú. Và họ thì cần cháu. Cháu đã luôn là một samurai thực thụ. Hãy lãnh đạo họ. Không, Ikeda, đưa họ đến nơi an toàn. Onami, đi thôi. Không, chúng ta không thể. Đi ngay. Không được. Shinshiro, không, bỏ tôi ra. Không, đi, đi. Để chúng đi. Chúng ta cần chúng để tìm thanh chiến binh. Tin nhắn đã gửi. Nhà của những lãnh chúa khác vẫn đang offline. Hãy mong rằng bọn ninja không tìm thấy họ. Tôi rất xin lỗi. Lẽ ra tôi nên nghe lời cô. Tôi sẽ ở trong xe. Khi nào mà cô đã sẵn sàng? Cô không biết gì. Từ trước đến nay thật chứ? Tôi không chắc chắn. Nhưng cô phải hiểu. Mẹ tôi là y sư. Bà ấy không giống Yurei chút nào. Ma thuật là ma thuật. Cũng giống như phù thủy là phù thủy. Onami, cô ta đích thuộc về nơi này. Luna, này, tôi hiểu. Nhưng tức giận không giúp được gì cho cô cả. Tin tôi đi. Tôi cứ ngỡ tất cả những gì mình muốn là trở thành một samurai. Nhưng thậm chí tôi còn chẳng thể bảo vệ được gia đình mình. Băng của cô, toàn bộ những samurai, họ cần cô hơn bao giờ hết. Đã đến lúc cô lãnh đạo. Shinshiro đã tin vào điều đó. Tôi tin vào điều đó. Giờ hãy chứng tỏ rằng ông ấy đã đúng. Ông có nghĩ có những người khác giống Hana không? Chúng ta không thể tin ai ngoài những người đang ở ngay trước mặt ta bây giờ. Chúng ta làm gì giờ? Kế hoạch không thay đổi. Nếu Yurei tái hợp kiếm Tengu, hắn sẽ trở nên bất bại. Nên hy vọng duy nhất còn sót lại là phải tìm ra thanh chiến binh thực sự và giữ nó khỏi hắn cho đến hết kỳ nguyệt thực kế tiếp. Đó là ngày mai. Vậy ta vẫn còn thời gian. Luna, tôi biết rằng cô có những cảm xúc nặng nề. Nhưng tôi muốn cô ít nhất biết được chuyện gia đình mình. Bố cô thực ra là một người đàn ông tên Hirano, hộ vệ của thanh phù thủy. Một vai trò ông ấy thừa hưởng từ thời niên thiếu. Nhưng bảo vệ thanh gươm đã chứng minh nó là một nhiệm vụ nguy hiểm. Nên ông ấy đã nhờ sự giúp đỡ của các phù thủy từ khắp nơi trên thế giới chuyên về ma thuật bảo vệ. Ông ấy không ngờ sẽ phải lòng với một Bruja. Hirano không muốn con gái mình phải kế thừa nghĩa vụ của mình, nên ông ấy đã gửi Nita và con mình đi xa.
ông ấy đã dành phần đời còn lại trong đơn độc, chu du với lưới gươm, một mục tiêu di động. Hana đã phản bội chúng ta. Thanh chiến binh ở nghĩa trang Virakut. Phần mộ của Arai lớn tuổi nhất. Mẹ kiếp. Xin lỗi, thứ lỗi. Mẹ kiếp, xin lỗi, xin lỗi. Này, để ý vào. Đệt, lỗi của tôi. Không phải của tôi. Không phải tôi. Chắc chắn không phải của tôi. Là của tôi. Tin nhắn từ Luna. Nghĩa trang Virakut. Có vẻ cô ấy đã tìm ra thanh chiến binh. Des đã nhắn một tin cho cô ấy trước khi chết. Máy tính bảng của Luna có vẻ đang di chuyển về phía nghĩa trang. Cô ấy đang đến chỗ nó. Mọi người hãy đi tìm Luna. Tôi sẽ tập hợp người của mình cùng vũ khí. Chúng ta sẽ gặp nhau sau. Tại nhà an toàn của gia tộc Shinshiro. Cái này nhìn khá là cũ. Ôi chúa, tôi hy vọng đây là phần mộ cần tìm. Phụ đề thực hiện bởi Thế giới dịch thuật WTANZ. fb.com/WTANZI. Biên dịch: Khải Utero, Siriusum, Thảo Như, An Nguyên, Khang. Biên tập: Đoàn Duy Tùng. Tất cả sản phẩm phục vụ cộng đồng của WTANZ là phi lợi nhuận và hoàn toàn miễn phí. WTANZ từ chối nhận đóng góp dưới mọi hình thức. Để cảm ơn, hãy thay chúng tôi gửi tới STK từ thiện dưới đây. Quỹ Hy vọng, STK 02005882338 Sacombank. Sự đóng góp của bạn là động lực cống hiến lớn nhất của chúng tôi. Liên hệ dịch thuật đa ngôn ngữ quảng cáo trong phụ đề 3985446555 hoặc contactwtanza@gmail.com. Trân trọng, hãy gia nhập với ta, Luna. Ta có thể giúp cô trở thành con người đích thực của mình. Tôi biết rất nhiều người như ông. Và tôi đã sống sót rất ổn mà không cần họ. Nhưng với ta, cô sẽ có sức mạnh để làm được nhiều hơn ngoài sống sót. Ma thuật của ta làm cô mạnh mẽ hơn. Cô có thể sống một cuộc đời mới. Một khởi đầu mới, nơi cô thuộc về. Ông biết không, nếu tôi đang còn tuổi teen, mấy vết thương lòng từ bố sẽ khiến tôi đồng ý ngay. Tôi sẽ lấy thứ này, cảm ơn cô rất nhiều. Chúng ta quá muộn rồi. Đừng nói với tôi là cô đã thất bại. Và người của ông, họ đã được thông báo, cần thời gian. Nguyệt thực sẽ diễn ra vào ngày mai. Và giờ ta phải xem như là Yurei. Đã có cả hai cái và Luna. Vậy là ta đã lại quay lại con số 0. Tôi nghĩ là tôi có đầu mối. Tôi vẫn đang theo dõi máy tính bảng của Luna. Nghĩ là Yurei không biết à. Hắn sẽ chờ chúng ta. Và chúng ta bị quá áp đảo về quân số. Dù thích hay không, chúng ta giết Yurei tối nay. Hoặc chúng ta chết ngày mai. Chúng ở đây. Zeo, Nico, đưa trận đánh sang toa tiếp theo. Giết bất cứ gì qua được chúng tôi. Tôi không nhận lệnh từ cô. Nhưng đó không phải là kế hoạch tôi. Thôi bỏ đi. Chúng ta đang ở chỗ quái nào vậy? Chúng ta xuống chỗ này. Anh có chắc không? Không hẳn. Nhưng chẳng có gì cả. Sớm thôi, sức mạnh của thanh kiếm sẽ thuộc về ta. Bọn samurai đang đến. Đã đến lúc để tiêu diệt chúng. Và để cho ninja có một ghế ngồi. Đáng có từ lâu trên chiếc bàn. Và ngươi, người anh em ninja của ta. Chính sự mục nát kiên nhẫn từ bên trong mới thành ra chuyện này. Bọn samurai sẽ trả giá đắt cho sự ngạo mạn của chúng. Chúng ta nên tách ra. Có vẻ như là bạn của cô đã tham gia buổi tiệc. Thôi nào, tôi đi với ông. Ông nói là ông sẽ không làm hại họ. Một cơ hội nữa để chứng tỏ giá trị của ngươi. Khoan, đó nghĩa là gì? Dừng lại. Ông hứa rồi mà. Tao mong là mày chiến đấu tốt hơn con chị em của mày. Lãnh chúa Nico ở đâu đó quanh đây? Ở đây. Vài người chúng ta tôn trọng truyền thống linh thiêng. Súng ống không thể đánh bại ma thuật. Đưa chúng đến nơi an toàn. Đi đi. Tao phải công nhận đấy, Ikeda. Làm giả cái chết của mình. Mày đúng là một tên lén lút khốn kiếp. Tao sẽ cắt cái lưỡi vênh vào đó. Từ miệng của mày, cuối cùng cũng đến. Nghĩ là mày sẽ trốn chứ?
tao sẽ để cho lưỡi kiếm của tao nói chuyện. Gieo. Không. Hắn đâu rồi? Tôi không thấy hắn. Đâu, tôi không thấy hắn. Yểm trợ cho chúng tôi. Đệt. Đệt mợ. Chết tiệt. Hắn ở chỗ quái nào? Đúng rồi. Cái này là vì chị em tao. Cô có thể kết thúc chuyện này, Luna. Nhưng cô sẽ phải quyết định. Chúng. Hay là gia đình của cô. Thanh kiếm, đưa nó tránh xa hắn. Gieo. Luna, thanh kiếm. Thay mặt cho toàn thể samurai. Tao tiến mày xuống địa ngục. Gieo. Bọn họ chắc là phía bên kia. Đi thôi. Cho ngươi lại thanh kiếm này. Ta đã nói là cô không phải là hậu duệ cuối cùng. Cô là phù thủy, giống như ta vậy. Onami. Shinshiro tìm thấy cô ta khi còn bé tí. Và nuôi nấng như con ruột của mình. Không ai biết tổ tiên cô ta là ai. Thanh kiếm của 47 lãng nhân. Sẽ được dùng bởi hậu duệ cuối cùng. Ngươi. Ngươi là kẻ đó. Chết tiệt. Phải. Làm tốt lắm. Chúng ta nên đi thôi. Tốt lắm, anh bạn. Đừng phiền nếu tôi lấy nhé. Cảm ơn. Vũ khí ma thuật cổ đại. Làm cô đẹp ra đấy. Cảm ơn, tôi nghĩ giờ tôi đang theo phong cách cổ điển. Nghe này, tôi rất cảm kích vì lời mời. Nhưng mà, cô có chắc là cô muốn tôi trong đó với cô không? Đương nhiên rồi. Vậy thì tôi sẽ theo bất cứ đâu cô dẫn đi. Này, sẵn sàng rồi chứ? Cô chuẩn bị chưa? Nhìn này, tôi đang mặc bộ Âu phục. Nóng lòng đưa một phù thủy đến hội nghị samurai quá. Được rồi, cô gái tiên tri. Tôi sẽ gặp mọi người trong đó. Cố lên nhé. Lãnh chúa Okoro. Lãnh chúa Maeda. Cuộc chiến chúng ta vừa trải qua đã cướp đi nhiều mạng sống vô giá. Nhưng chúng ta đã tìm thấy sức mạnh trong băng của mình để phản công. Và vì thế hôm nay chúng ta chào đón Onobuji Isa vào trong gia đình samurai của ta. Giờ tôi xin nhường sân khấu cho Lãnh chúa Onami. Xin cảm ơn, lãnh chúa Nikko. Việc đầu tiên, thanh kiếm Tengu. Phụ đề thực hiện bởi thế giới dịch thuật WTANZ. fb.com/WTANZI. Biên dịch, Khải Utero, Siriusum, Thảo Như, An Nguyên, Khang. Biên tập, Đoàn Duy Tùng. Tất cả sản phẩm phục vụ cộng đồng của WTANZ là phi lợi nhuận và hoàn toàn miễn phí. WTANZ từ chối nhận đóng góp dưới mọi hình thức. Để cảm ơn, hãy thay chúng tôi gửi tới STK từ thiện dưới đây. Quỹ hy vọng, STK 02005882338 Sacombank. Sự đóng góp của bạn là động lực cống hiến lớn nhất của chúng tôi. Liên hệ dịch thuật đa ngôn ngữ quảng cáo trong phụ đề 3985446555 hoặc contactwtanza@gmail.com. Trân trọng.